quy hoạch điện 8 phải khắc phục được hạn chế vướng mắc của quy hoạch điện 7 hiện nay, đồng thời mang tính định hướng, không cứng nhắc và mang tính mở, tạo không gian sáng tạo, huy động và phát huy các nguồn lực từ xã hội là yêu cầu được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nêu ra tại cuộc làm việc chuyên đề với Bộ Công Thương và các bộ ngành về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, gọi tắt là quy hoạch điện 8. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bằng rất nhiều giải pháp quyết liệt trong những năm vừa qua, mặc dù đối mặt với nhiều thay đổi về bối cảnh, cơ cấu nguồn điện và những xu hướng phát triển ngành điện của thế giới và trong nước, nhưng ngành điện Việt Nam đã rất nỗ lực để đáp ứng đủ điện cho người tiêu dùng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh cho thấy còn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục. Nhiều dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, dẫn đến nguy cơ thiếu điện, nhất là giai đoạn 2020-2025. Cơ cấu nhu cầu sử dụng điện ở các ngành kinh tế vùng miền có sự thay đổi, từ đó yêu cầu phải phân bổ, bố trí lại. Năng lượng sạch đã trở thành xu hướng mới của thế giới và Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió. Việc phát triển các nguồn điện này đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhiều địa phương đề xuất nhưng còn vướng mắc về mặt pháp lý, quy hoạch và khả năng cân đối của toàn hệ thống. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng trong quá trình thực hiện quy hoạch điện 7, Bộ Công Thương đã đề xuất điều chỉnh cục bộ nhiều lần, nhờ vậy mới đủ nguồn điện. Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch phát triển điện lực quốc gia sẽ phải được phê duyệt ngay trong năm 2020.